Chào mừng quý khách hàng đến với shop Khánh Ngọc Hàng Thùng. Em kính chúc mọi người ngày mới thật là nhiều niềm vui. Mọi người có nhu cầu tư vấn đặt hàng thì hãy liên hệ cho em vào số hotline trên màn hình 0948 241055 để em được tư vấn và gửi hàng cho mọi người ạ. Hôm nay thì em sẽ lên mã áo polo cổ bẻ hiệu của Nhật và của Hàn để gửi tới các anh chú ạ. Tất cả các đơn hàng của em ngày hôm nay thì em sẽ bán đồng giá là 180k một sản phẩm ạ. Tuy nhiên mọi người mua từ hai sản phẩm thì em sẽ miễn phí ship giao hàng toàn quốc cho mọi người. Còn mọi người mua một sản phẩm thì vui lòng thanh toán giúp em là 23.000 ạ. Mọi người nhận hàng kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em nhé. Còn trong trường hợp mà mọi người nhận hàng kiểm tra hàng vì một lý do nào đó không ưng ý thì có thể hoàn lại em và vui lòng thanh toán giúp em là 30k ạ để em chi trả cho bên vận chuyển ạ. Không để mọi người chờ đợi lâu nữa thì em sẽ đi vào chi tiết từng sản phẩm. Mã A50, vai 45, bụng 49 và dài 67 ạ. Vai 45, bụng 49 và dài 67. Một em polo chất là chất cốt tông, rất là mềm mại và mát mẻ luôn các anh chú ơi. Em này là hiệu của Indian ạ. Đây phần cổ của nó là cổ len phối màu đen nhé các anh chú nhé. Em này là nền màu trắng và phối với kẻ ngang màu đen và màu vàng này. Cực kỳ đẹp luôn các anh chú ơi. Chất này thì rất là mát mẻ luôn. Phần trước ngực của nó sẽ có cái logo, logo hiệu may ở trước ngực nhá, logo cao su ạ. Đó. Chất em này thì siêu siêu mát nhá. Sẽ có xẻ vạt hai bên ạ. Vạt trước, vạt sau thì sẽ bằng nhau. Một em hiệu của Hàn các anh chú ơi. Tang và cúc phụ đi kèm đầy đủ. Đây mọi người có thể quan sát này. Em này thì rất là mát mẻ, mặc lên thì cũng cực kỳ trẻ trung luôn ạ. Giá là 180.000 nhá. Và mọi người mua từ hai sản phẩm thì em sẽ miễn phí ship giao hàng toàn quốc cho mọi người. Mã A51, vai 49, bụng 56 và dài 74. Vai 49, bụng 56 và dài 74. Một em màu ghi chất thun lạnh các anh chú ơi. Em này là hiệu của F2S. Chất thun lạnh siêu siêu mát mẻ nhá các anh chú nhá. Phần tay của nó này, phần tay của nó một phần một nửa thì nó sẽ phối với cái màu đen này, tạo nên điểm nhấn nhá cho cái áo nhá. Phần tay sẽ có chữ cao su dập ở đây ạ. Đó. Kiểu dáng thì đơn giản thôi nhưng mà chất liệu thì siêu siêu mát mẻ nha các anh chú nhé. Một em hiệu của Hàn các anh chú ơi. Đây ạ, đang Hàn và cúc phụ đi kèm đầy đủ cho em nhé. Chất này thì mùa hè mặc thì rất là mát mẻ rồi các anh chú nhé. Đó, mình vừa với form size này thì mình chốt ạ. Giá là 180.000 thôi ạ. Mã A53, vai từ 44 đến 46, bụng 50 và dài 76 ạ. Vai từ 44 đến 46, bụng 50 và dài 76. Một em màu xanh lá, chất là chất cốt tông giấy nhá. Siêu siêu nhẹ nhàng và mát mẻ luôn các anh chú ơi. Thương hiệu của nhà Butterly, thương hiệu của Nhật các anh chú ạ. Màu xanh lá này và phần vai của nó sẽ phối với né với cái màu vàng nhá. Phần cổ dưới cũng thế và cả phần cúc này nữa. Một cái gam màu phải nói là cực kỳ trẻ trung. Phần tay của nó sẽ được may cái logo tag ạ. Nó mọi người có thể quan sát thân sau này. Nó là cầu vai trượt nhá. Độ mới em này cực kỳ cao. Chất thì siêu siêu mát mẻ rồi các anh chú nhá. Một em hiệu của Nhật Make in Japan này các anh chú ơi. Đó. Dành cho những anh chú mình yêu thích những cái gam màu trẻ trung như thế này. Thì chốt em này ạ. Rất là đẹp luôn. Mã lên em mã tiếp theo. Mã A54. Vai 54, bụng 59 và dài 76. Vai 54, bụng 59 và dài 76 ạ. Một em đến từ nhà Fila các anh chú ơi. Chất là chất cốt tông nhá. Chất cốt tông cực kỳ mềm mại. Nền màu trắng và nó phối với này kẻ ô như thế này đây ạ. Có túi ngực này. Logo Fila được thêu ở phần túi nhá. Form size này cũng khá là to đấy. Dành cho các anh chú mình từ 75 đến 85, 90 cân đấy. Mặc vừa em này ạ. Nó sẽ có phần xẻ vạt. Hai bên sẽ bằng nhau. Một em Fila chính hãng hiệu của Nhật các anh chú nhé. Tang và cúc phụ đi kèm đầy đủ ạ. Đó, mọi người có thể quan sát này, em này độ mới cực kỳ cao. Chất liệu cũng rất là xịn sò luôn ạ. Em lên mã tiếp, mã A55. Vai 46, bụng 54 và dài 69. Vai 46, bụng 54 và dài 69. Một em màu đen hiệu của nhà Callaway gốc các anh chú này. Chất này là chất thể thao nhá. Chất lưới thể thao cực kỳ thông thoáng và mát mẻ luôn các anh chú ơi. Màu đen em này độ mới cực kỳ cao luôn. Một em Callaway hiệu của Nhật các anh chú nhá. Đó, tang và cúc phụ đi kèm đầy đủ đây ạ. Thân sau của nó sẽ có cái đường may logo hiệu ạ.
Cúc của nó cũng được dập logo hiệu nhá các chú nhá, toàn bộ cúc cũng được dập logo hiệu đây. Chất này thì siêu siêu mát mẻ rồi các anh chú ơi. Giá là 180 ngàn ạ. Mọi người mua từ hai sản phẩm thì em sẽ miễn phí ship giao hàng toàn quốc cho mọi người nhá. Mã A56, vai 45, bụng 50 và dài 70. Vai 45, bụng 50 và dài 70. Một em chất cốt tông nhá, chất cốt tông màu vàng này. Nó được phối với lại kẻ ô này các anh chú ơi. Thương hiệu bông lúa. Có túi ngực đây và túi được toàn bộ được dập cái logo hiệu nhá. Chất này thì cực kỳ mát mẻ. Chất nó nhẹ và nó mát cực kỳ luôn các anh chú ạ. Nó toàn bộ cúc của nó cũng được dập tên logo hiệu đấy các anh chú này. Make in China và là hàng xuất Nhật các anh chú ạ. Đây mọi người có thể quan sát một cái gam màu rất là trẻ trung và tươi tắn luôn ạ. Đó. Chất thì siêu siêu mát mẻ luôn các anh chú ơi. Mọi người cứ nhận hàng kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em nhé. Mã A57, vai 47, bụng 51 và dài 69. Vai 47, bụng 51 và dài 69 ạ. Lại là một em chất cốt tông, siêu siêu nhẹ nhàng và mát mẻ. Nó phối với cái gam màu sắc này, cực kỳ đẹp luôn các anh chú ơi. Một em Franco. Em này thì là cũng là chất cốt tông nhá. Chất cốt tông nó nhẹ nhàng, nó mát cực kỳ ấy. Đây, mọi người có thể quan sát nó phối khá là nhiều màu. Cực kỳ đẹp luôn ạ. Đó. Chất thì rất là mát mẻ luôn ạ. Một em hiệu của Hàn các anh chú nhá. Tang mác của nó cũng còn mới đét như này ạ. Cúc phụ đi kèm đầy đủ nhá. Đây. Mọi người vừa với form size này thì chốt nhá. Rất là đẹp luôn ạ. Mặc vào thì cực kỳ trẻ trung. Em lên mã tiếp, mã A58. Vai 49, bụng 52 và dài 76. Vai 49, bụng 52 và dài 76 ạ. Một em chất cốt tông. Chất cốt tông tổ ong màu xanh nhạt các nhá chú ơi. Em này thì cổ là cổ len này và nó được dệt với lại cái màu trắng xanh nhá. Có túi ngực đấy ạ, phần túi cũng được may cái logo hiệu ạ. Toàn bộ cúc của nó cũng được dập logo hiệu nhá. Hiệu của nhà Bay Hill Clock. Đó. Em này thì form dáng cũng khá là to đấy. Màu xanh nhạt, cực kỳ nhẹ nhàng và mát mắt luôn ạ. Em này sẽ có phần xẻ vạt hai bên này. Một em hiệu của Nhật các anh chú ơi, Make in Japan ạ. Độ mới cực kỳ cao. Giá hôm nay em chỉ bán với 180 ngàn thôi ạ. Rất là rẻ luôn ạ. Mọi người vừa với form size nào thì mình chốt ạ. Đó, độ mới rất là cao nhá. Màu sắc này cực kỳ mát mắt. Chất liệu này thì mặc lên cũng rất là thấm hút mồ hôi, không sợ nóng ạ. Em lên mã tiếp, mã A59. Vai 50, bụng 55 và dài 78 ạ. Vai 50, bụng 55 và dài 78. Một em phút roi các anh chú ơi. Một em phút roi màu tím. Chất là chất thể thao, poly thể thao cực kỳ xịn sò mát mẻ ạ. Logo hiệu cũng được thêu ở phần ngực đây nhá. Đấy ạ. Toàn bộ phần cổ của nó sẽ có phối với cái đường lai màu đen và được dập cái logo hiệu ạ. Độ mới em này cực kỳ cao. Form size cũng khá là to đấy. Anh chú mình từ 80 đến 90 cân ấy, thì mặc vừa em này đấy ạ. Nó có sẽ phần xẻ vạt này và sau sẽ trùng hơn vạt trước một chút xíu ạ. Đây, một em hiệu của Nhật các anh chú ơi. Đây, người phải xuống quan sát này. Mặc màu tím này lên thì cũng cực kỳ sang luôn các anh chú ạ. Đó. Em lên mã tiếp, mã A60. Vai 48, bụng 52 và dài 72. Vai 48, bụng 52 và dài 72 ạ. Một em màu hồng các anh chú ạ. Form size L. Chất cũng là chất cốt tông siêu siêu xịn sò mát mẻ nhẹ nhàng nhá các anh chú nhá. Nó sẽ được phối với lại kẻ ô này. Có túi ngực ạ. Phần túi cũng sẽ được may cái logo hiệu nhá. Men Club Jean. Tuy nhiên ở thân sau của nó chỉ có một màu thôi ạ. Chất siêu siêu mát nhá. Đó. Độ mới cũng cực kỳ cao luôn. Chất cốt tông nó mềm mại cực kỳ mềm ấy các anh chú ơi. Một em hiệu của Nhật các anh chú nhá. Tang và cúc phụ đi kèm này. Tang cũng còn mới đét luôn ấy. Đây ạ. Một cái gam màu rất là nhẹ nhàng. Mặc lên thì cũng bao sang, bao trẻ trung luôn ạ. Em lên mã tiếp, mã A61. Vai 40, bụng 46 và dài 68. Vai 40, bụng 46 và dài 68 ạ. Một em của hiệu Kasuit, form size M các anh chú này. Màu xanh ghi nhá, màu xanh ghi. Còn
nó được phối ở phần giữa ngực, nó được phối với lại kẻ ngang màu đen và màu nâu này, sẽ được may cái tang logo hiệu ở phần ngực đây ạ. Chất cũng là chất cốt tông nhá, chất cốt tông mềm cực kỳ luôn. Tay là bo tay, mọi người kể quan sát này, bo tay còn rất là ngon lành, ok ạ. Đó. Độ mới rất là cao. Hôm nay những cái sản phẩm này em đều lựa chọn rất là kỹ lưỡng tỉ mỉ luôn đấy ạ. Một em hiệu của Nhật các anh chú nhá. Đó. Em mới khui một kiện Nhật đấy, toàn những cái chất liệu của Nhật thì rất là xịn sò, mát mẻ, nhẹ nhàng. Gam màu của nó cũng cực kỳ đẹp và nhã nhặn, dễ mặc, dễ phối đồ và trẻ trung luôn ạ. Em lên mã tiếp, mã A62, vai 49, bụng 52 và dài 72. Vai 49, bụng 52 và dài 72. Một em chất cốt tông mềm, cực kỳ mềm luôn các anh chú ơi. Một em polo, form size L. Có túi ngực nhá, và có sẽ được thêu cái logo hiệu đấy ạ. Mọi người có thể quan sát cái màu sắc của nó này. Màu ghi nhá, và nó phối với kẻ sọc màu xám và màu trắng, cực kỳ đẹp luôn ạ. Chất của nó thì siêu siêu mềm mại và mát mẻ. Tay là bo tay này, độ mới rất là cao luôn. Chất của nó rất là mềm mại các anh chú ơi. Đây, em này thì sẽ có xẻ vạt sau sẽ trùng hơn vạt trước ạ. Logo tang sẽ được may ở phần sườn áo này. Bên trong của nó cũng sẽ có tem và cúc phụ đi kèm, một em hiệu của Nhật các anh chú nhá. Đấy. Độ mới rất là cao, chất liệu của nó mềm mại cực kỳ luôn các anh chú ạ. Đó, mình mặc những em này lên thì rất là mát mẻ đấy ạ. Đó. Nó mềm. Em lên mã tiếp ạ. Mã A63, vai 49, bụng 56 và dài 76. Vai 49, bụng 56 và dài 76. Một em là chất len dệt các anh chú ơi. Chất len dệt và nó phối với rất là nhiều màu sắc này. Đó. Phần cổ là cổ len, phần cổ và phần cánh tay là nó phối với cái màu vàng nhá, viền màu xanh ạ. Đó. Em này sẽ có túi ngực này. Đây. Một em hiệu của Nhật các anh chú ơi. Hiệu của Nhật có túi ngực, phần túi cũng sẽ được thêu cái logo hiệu đấy ạ. Đó. Sẽ có phần xẻ vạt nhá anh chú nhá, vạt sau sẽ trùng hơn vạt trước. Một em hiệu của Nhật. Đấy, tang mác và cúc phụ đầy đủ ạ. Phối với khá là nhiều màu sắc nhá. Đó, cái chú nào mình thích cái kiểu màu sắc này, sắc màu này thì chọn em này ạ. Chất của nó cũng rất là mát đấy ạ, thấm hút mồ hôi. Không sợ nóng đâu nhá. Chất dệt nhưng mà nó không quá là dày. Đó. Này, mọi người thể quan sát này. Mặc em này thì cũng bao sang. Rất là đẹp luôn ạ. Em lên mã tiếp, mã A64. Vai 48, bụng 54 và dài 74 ạ. Vai 48, bụng 54 và dài 74. Một em hiệu của Nhật Nai các anh chú ơi, Make in Thái Lan. Đây, logo sẽ được dập ở phần gáy này đây ạ. Phần cổ của nó sẽ được phối với cái đường line vải sơ mi nhá. Đó. Em này sẽ có túi ngực này, cúc cài ạ. Toàn bộ trước ngực này sẽ được thêu. Chất này là chất poly thể thao ạ. Rất là mềm và mát luôn các anh chú nhá. Phần cánh tay nó sẽ có cái logo bằng kim loại. Hình móc câu các anh chú ơi. Màu sắc rất là tươi tắn và trẻ trung luôn ạ. Ở cái phần nách này nó sẽ có được may cái lỗ thông hơi này các anh chú này. Rất là thông thoáng luôn ạ. Đó. Đây mọi người quan sát màu sắc rất là tươi tắn và trẻ trung luôn các anh chú ơi. Đây ạ. Một em nai Make in Thái Lan và nó được xuất đi rất là nhiều nước các anh chú nhá. Đây, tag mark của nó đây ạ. Nó được xuất đi cực kỳ nhiều, rất nhiều nước, Hàn, Nhật. Đó. Màu sắc rất là tươi tắn và trẻ trung luôn ạ. Em lên mã tiếp, mã A65. Vai 48, bụng 50 và dài 81. Vai 48, bụng 50 và dài 81 ạ. Một em chất cốt tông tổ ong. Hiệu của nhà Cút Tơ Bắp. Này, phần cổ của nó này, phần cổ nó được phối né với cái màu đỏ và trắng đen nhé, anh chú nhé. Logo hiệu cũng được thêu ở phần trước ngực đây ạ.
Một em nền màu trắng và phối với kẻ sọc màu đen này. Tay nào có bo tay này. Độ mới kết rất là cao luôn. Chất thì cực kỳ thông thoáng. Đó. Em này cũng thuộc form size to nhá. Cái chú mình từ 80 đến 90 cân ấy, thì cũng mặc vừa em này đấy ạ. Đây ạ. Mặc lên thì rất là sang và lịch sự luôn các anh chú nhá. Nhưng lên mã tiếp mã A66, vai 47, bụng 52 và dài 68. Vai 47, bụng 52 và dài 68 ạ. Một em màu đen, chất là poly thể thao nhá, nền màu đen ạ. Phần cổ của nó được phối với cái màu vàng nhạt nhá. Phần cổ và phần cánh tay. Rất là ngon lành luôn, bo tay cực kỳ xịn sò luôn ạ. Đây. Một em đến từ Jindiro. Phần cổ của nó này sẽ được dệt cái hình hình con chuột đây, rất là ngộ nghĩnh luôn các anh chú nhá. Đây, phần có túi và cái logo sẽ được thêu ở phần túi đây ạ. Em này thì mặc lên thì cũng bao sang bao lịch sự này anh chú ơi. Độ mới rất là cao luôn. Một em hiệu của Hàn các anh chú ạ. Hiệu của Hàn Cúc và Tang Mark còn rất là mới luôn ạ. Đó. Mã A67, vai 47, bụng 52 và dài 71. Vai 47, bụng 52 và dài 71 ạ. Một em màu xanh lam các anh chú ơi, một em màu xanh lam và được phối với cái họa tiết này. Rất là đẹp luôn, chất là chất cốt tông, tổ ong. Rất là mềm mại và thấm hút mồ hôi. Một em của Polerham. Tay là tay bo này các anh chú nhá. Chất cốt tông siêu siêu mềm mại ấy. Toàn bộ cúc của nó cũng sẽ được dập cái logo hiệu ạ. Em này thì nó sẽ có phần xẻ vạt, vạt sau sẽ trùng hơn vạt trước. Một em hiệu của Hàn các anh chú nhá. Tang và cúc. Đó. Nền màu xanh than và nó được phối cái họa tiết chấm màu trắng này. Mặc lên thì cũng bao sang bao lịch sự và cực kỳ trẻ trung luôn đấy ạ. Mã A68, vai 49, bụng 57 và dài 76. Vai 49, bụng 57 và dài 76 ạ. Một em màu đỏ đô, chất là chất poly thể thao, cực kỳ nhẹ nhàng và thông thoáng các anh chú ơi. 100% polyester made in Thái Lan, form size XL này các anh chú này. Độ mới em này cũng rất là cao luôn. Tay là có bo tay nhá. Phần tay của nó cũng sẽ được thêu. Đây mọi người thể quan sát này. Độ mới rất là cao. Có phần xẻ vạt và sau sẽ trùng nó sẽ vạt sau và trước sẽ bằng nhau này các chú nhá. Đó. Mặc mặc em này thì nó cũng không quá rực rỡ đâu nhá. Nó là màu đỏ đô mà. Các chú mặc lên thì cũng bao sang bao đẹp luôn ạ. Chất thì siêu siêu mát mẻ xịn sò rồi các chú ơi. Mã A69, vai 49, bụng 57 và dài 76. Vai 49, bụng 57 và dài 76 ạ. Một em màu xanh rêu đậm ạ. Một em màu xanh rêu đậm nhá. Phần cổ của nó sẽ được phối với cái màu màu cam này. Khá là đẹp luôn ạ. Phần ngực sẽ được thêu cái logo hiệu nhá. Phần cổ và phần tay được phối với cái màu cam nhá. Đây mọi người thỉnh quan sát này. Chất là chất cốt tông. Chất cốt tông rất là thông thoáng. Đây ạ. Độ mới em này cũng rất là cao luôn ạ. Phần cánh tay nó sẽ được thêu cái logo hiệu ạ. Một em hiệu của Hàn các anh chú nhé. Mang mác và cúc phụ đầy đủ đi kèm đây các anh chú này. Này. Hôm nay em giá bán giá 180.000 thôi nhưng mà chất liệu của nó rất là mát nhá. Toàn những cái em hiệu cực kỳ đẹp, chất liệu cực kỳ ok này, màu sắc cũng rất là đẹp luôn ạ. Mã A70, vai 48, bụng 52 và dài 78 ạ. Vai 48, bụng 52 và dài 78 ạ. Một em màu xanh nhạt, xanh da trời nhạt, chất là chất cốt tông, rất là mềm và mát luôn các anh chú nhá. Phần em này sẽ có túi ngực này, sẽ có phần túi ngực này, tay là bo tay nhá. Chất nó xịn sò lắm luôn, nó mềm, nó mịn cực kỳ luôn ấy. Em này sẽ có phần xẻ vạt. Một em hiệu của Nhật các anh chú nhá. Tang của nó rất là mới này, cúc phụ đi kèm đầy đủ cho em này.
Đó, mọi người thử quan sát này, màu sắc rất là nhẹ nhàng mát mắt này, chất liệu thì cực kỳ ok luôn. Giá chỉ có 180 ngàn thôi nhá. Khá là nhiều, hôm nay em lên khá là nhiều form size to đấy ạ. Đó, dành cho anh chú mình thuộc form size đại ấy, khó mua quần áo thì hôm nay xem cái video này của em thì chốt nhá. Rất là mát mẻ luôn các anh chú ạ. Mã A71, vai 48, bụng 56 và dài 66 ạ. Vai 48, bụng 56 và dài 66 ạ. Một em hiệu của nhà K-Swiss các anh chú này. Nền màu đen và phối với kẻ ngang nhé. Màu đen trắng này các anh chú ơi. Phần tay của nó sẽ phối cái màu xanh này. Màu xanh nước biển này. Một phần cổ của nó là cổ len màu đen nhé. Viền ngoài là màu trắng này. Rất là lịch sự luôn đấy ạ. Phần ngực của nó sẽ được thêu cái logo hiệu đây. Chất này là chất poly. Rất là nhẹ nhàng, thông thoáng, mát mẻ các anh chú nhé. Phần thân sau của nó cũng sẽ được may cái logo hiệu. Màu xanh nước biển nhạt. Rất là đẹp luôn ạ. Một em hiệu của Hàn các anh chú ơi. Đây ạ, mọi người có thể quan sát. Mặc lên thì bao sang, bao lịch sự. Đó. Cái cánh tay này nó phối thêm cái màu xanh này nữa thì rất là trẻ trung luôn các anh chú nhá. Em lên mã tiếp, mã A72. Vai 44, bụng 54 và dài 66. Vai 44, bụng 54 và dài 66 ạ. Một em màu xanh ghi ạ, một em màu xanh ghi, chất là chất thun lạnh nhá. Chất thun lạnh cực kỳ mát mẻ luôn ạ. Đây logo. Logo sẽ được may ở phần ngực đây ạ. Độ mới rất là cao, chất rất là xịn sò mát mẻ luôn ạ. Một em hiệu của Hàn các anh chú nhé. Phần thân sau của nó đây, nó may rất là đơn giản thôi. Và phần trên này nó sẽ có một đường may này. Đó. Màu sắc rất là nhã nhặn và đẹp luôn ạ. Chất thì siêu siêu mát mẻ rồi ạ. Các anh chú mình mùa hè mặc cái chất thun lạnh này thì nghiện luôn ấy, không muốn mặc cái chất nào khác luôn ấy vì nó quá là mát ạ. Mã A73, vai 46, bụng 55 và dài 69. Vai 46, bụng 55 và dài 69. Một em thun lạnh, màu ghi, màu xanh lam các anh chú này. Tag mark của nó đây ạ. Ở phần ngực này nó sẽ được dập cái logo thuyền buồm nhé các anh chú nhé. Toàn bộ cúc của nó cũng được dập logo hiệu. Mass best này. Chất thun lạnh siêu siêu xịn sò mát mẻ này các anh chú. Mình có thể quan sát này. Độ mới rất là cao luôn. Nó cực kỳ mịn màng mát mẻ luôn đấy ạ. Đó. Chất thun lạnh này thì em bán số lượng quá là nhiều luôn ạ. Một em hiệu của Hàn các anh chú nhá. Tang vào cúc phụ còn mới đét luôn đấy ạ. Đây. Mặc lên thì bao sang bao lịch sự, chất liệu thì vô cùng mát mẻ luôn. Mã tiếp mã A74. Vai 47, bụng 53 và dài 78. Vai 47, bụng 53 và dài 78 ạ. Một em polo club các anh chú này, màu xanh. Logo con ngựa được thêu ở phần ngực đây nhá. Phần cổ của nó sẽ được phối với cái màu trắng và màu đen này. Đó. Màu xanh này thì cũng rất là đẹp đây, rất là nhẹ nhàng và trẻ trung luôn ạ. Tay là tay bo này, bo tay bo còn mới rất là ngon lành, ok luôn các chú nhá. Em này thì thuộc form dáng slim fit ạ. Có phần xẻ vạt, vạt sau sẽ trùng hơn vạt trước nhá. Đây, logo tag mark của nó cũng được may. Đó, phần bên trong 100% cốt tông này các chú này. Độ mới rất là cao, một em polo club. Này cũng bán với giá 180 ngàn thôi ạ. Màu xanh này thì mặc lên cực kỳ đẹp và trẻ luôn ấy. Em này thì dành cho cái chú mình từ trên mét 7 á, trên mét 7 và có cái vóc dáng body ấy thì mặc những em này lên thì cực kỳ lịch sự và trẻ trung. À. 74 rồi. Đến tiếp mã A75,
Vai 43, bụng 48 và dài 63. Vai 43, bụng 48 và dài 63. Một em của nhà Uniqlo anh chú ơi. Một em Uniqlo, chất cũng rất là xịn sò này. Màu đỏ và phối với kẻ ngang màu xanh lam nhá. Rất là đẹp luôn ạ, cực kỳ trẻ trung luôn ạ. Phần cổ của nó là cổ len này, màu xanh lam. Cổ còn ngon lành cực kỳ luôn, xịn sò lắm, độ mới rất là cao, tay bo tay. Rất là ngon lành các anh chú này. Màu này hiện thì mặc lên thì cũng rất là tươi tắn và trẻ trung luôn ạ. Tuy nhiên em này thì cũng thuộc form size nhỏ thôi nhá. Các anh chú mình từ 50 đến 60 cân ấy thì mặc vừa em này ạ. Nó có sẽ phần xẻ vạt đây. Một em Uniqlo Make in Việt Nam và là hàng xuất Nhật anh chú ơi. Độ mới rất là cao, màu sắc cũng cực kỳ trẻ trung và tươi tắn này. Mã A76, vai 42 bụng 44 và dài 68 ạ. Vai 42 bụng 44 và dài 68 ạ. Một em Haji các anh chú ơi. Một em Haji màu xanh navy này. Chất thì cực kỳ xịn sò, cái thương hiệu này em bán cực kỳ nhiều. Con này trước này em bán là 300 ngàn đấy, nhưng mà em bị bom hàng. Gọi điện cho khách, khách lại không nghe máy. Đó, hôm nay em sẽ đem bán với cái giá 180 ngàn cho anh chú nhá. Logo hiệu này, được may ở phần ngực nhá. Phần tay của nó sẽ được may cái hình số 8 ạ. Chất này thì rất là xịn sò, nó cực kỳ mềm mại luôn ạ. Bo tay của nó cực kỳ ngon lành luôn này. Form dáng slim fit nhá. Nó có sẽ có phần xẻ vạt và sau sẽ trùng hơn vạt trước ạ. Một em Haji của Hàn, tang mác còn mới đét như thế này ạ, cúc phụ đi kèm đầy đủ nhá. Em này thì dành cho các anh chú mình thuộc vóc dáng body này trên 1m7. Mặc em này thì quá là đẹp luôn. Màu sắc rất là tươi tắn và trẻ trung ạ. Em lên bán tiếp mã A77. Vai 43 bụng 49 và dài 66. Vai 43 bụng 49 và dài 66 ạ. Một em màu đỏ hiệu của nhà Crocodile này các chú ơi. Logo hiệu và con cá sấu được thêu ở phần ngực nhá. Tay là bo tay này, chất là chất cốt tông cực kỳ mềm mại. Cực kỳ mềm mại và mát mẻ luôn. Màu đỏ này là màu đỏ tươi nhá. Mặc lên thì cực kỳ trẻ trung. Đây. Một em Crocodile tang của Hàn các anh chú nhá. Đây phần cúc của nó cũng được à. Nó là cúc màu đỏ cùng với màu của áo nhá. Đó. Độ mới rất là cao luôn. Còn em Crocodile hôm nay cũng bán với cái giá 180.000 cho các anh chú ạ. Mã A78, vai 46 bụng 50 và dài 66. Vai 46 bụng 50 và dài 66 ạ. Một em màu xanh lam. Logo tag mark của nó được dập ở phần ngực này đây. Một em polo đấy. Rất là xịn sò luôn các anh chú này. Logo con ngựa nhá, được thêu chỉ màu đỏ này, chữ màu vàng. Độ mới em này cực kỳ cao, chất liệu thì cực kỳ xịn sò luôn các anh chú ơi. Đây ạ, tay là bo tay rất là ngon lành này. Chất rất là mềm mại, nhẹ nhàng và mát mẻ luôn ạ. Đó. Mã A79, vai 51, bụng 54 và dài 68. Vai 51, bụng 54 và dài 68 ạ. Một em chất cốt tông siêu siêu mềm mại các anh chú ơi. Hiệu của nhà Galaxy. Đây, màu xanh, rất là nhẹ nhàng, màu sắc trung tính, cực kỳ nhã nhặn và đẹp luôn. Có túi ngực này, logo Galaxy cũng được thêu ở phần túi nhá. Toàn bộ cúc của nó cũng được dập cái logo hiệu ạ. Chất cốt tông cực kỳ mềm mại luôn ạ. Một em hiệu Hàn các chú nhá. 100% cốt tông này, cúc phụ đầy đủ ạ. Đây mọi người thể quan sát màu sắc của nó. Rất là nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng, mát mắt luôn. Cực kỳ đẹp luôn ạ. Chất liệu cực kỳ ok nhá. Mọi người cứ thử trải nghiệm những cái chất như này nhá. Rất là xịn sò đó. Mã A80. Vai 42, bụng 51 và dài 67. Vai 42, bụng 51 và dài 67 ạ. Một em màu xanh cực kỳ đẹp đây ạ. Phần cổ của nó này được phối cái màu vàng nhá. Cúc của nó cũng màu vàng này. Logo hiệu thêu logo cao su được may ở phần ngực đây nhá. Hai phần vai của nó cũng sẽ có cái dòng chữ hiệu của nhà hiệu của Hàn các anh chú nhé.
Đây ạ. Em này thì là chất thể thao. Anh chú mình mặc em này để chơi thể dục thể thao này, rất là mát mẻ luôn. Màu sắc rất là tươi tắn, trẻ trung, khỏe khoắn ạ. Một em hiệu của Hàn đấy ạ. Đó. Em lên mã tiếp, mã A81. Vai 52, bụng 56 và dài 72. Ôi chất này nó mềm dã man, nó mềm cực kỳ mềm đấy các chú ơi. Độ mới cực kỳ cao luôn. Chất nó là chất cốt tông nhưng mà nó mềm và nó có độ co giãn nhá. Dành cho anh chú mình thuộc form size đại thì mặc em này 75 đến 85 cân. Chất của nó siêu xịn sò và mềm mịn đấy ạ. Phần cổ này được làm phối với cái màu màu đen nhá, màu xanh đen ạ. Còn phần thân áo là màu màu xanh lam. Nó xịn sò lắm ấy, nó mịn màng, nhẹ nhàng cực kỳ luôn ạ. Kiểu dáng thì đơn giản thôi các anh chú nhá. Nhưng mà chất liệu này quá là ok luôn. Đó, giá 180 ngàn thôi nhé, dành cho chú mình thuộc form size đại này. Cực kỳ nhã nhặn, lịch sự. Chất thì siêu siêu đẹp ạ. Mã A82. Vai 46, bụng 48 và dài 68. Vai 46, bụng 48 và dài 68 ạ. Một em form size L. Đang mát đây ạ. Một em size L màu xanh nhá. Màu xanh phần cổ của nó này. Phối với cái viền màu trắng này. Và có phối lé một chút màu màu tím, màu trắng và màu đỏ, rất là đẹp luôn. Logo được dập cao su ở phần ngực đây. Phần cánh tay là tay bo tay và nó được nó được dệt với khá là nhiều màu sắc này. Cực kỳ đẹp luôn các chú ơi. Đây ạ, một cái gam màu rất là tươi tắn và trẻ trung luôn. Chất thì là chất poly thể thao nhá. Rất là xịn sò này các chú ơi. Mặc em này thì siêu siêu mát mẻ luôn ạ. Đây. Một cái gam màu cực kỳ tươi tắn và trẻ trung luôn ạ. Chất thì siêu siêu mềm mại xịn sò nhá. Cái này anh chú mình giặt máy vô tư cho em. Nó rất là suôn mượt luôn đấy ạ. Màu sắc cực kỳ trẻ trung và tươi tắn luôn. Mã A83. Vai 48, bụng 50 và dài 70. Vai 48, bụng 50 và dài 70 ạ. Một em Adidas, một em Adidas Made in Korea. Màu xanh lam nhá, phần cổ của nó, phần ngực của nó này sẽ được may cái logo Adidas đấy ạ. Cúc của nó cũng sẽ được dập mã vạch nhá. Con này thì trước đây em cũng bán giá là 250-300 cơ, nhưng mà cũng bị bom hàng các anh chú nhá. Thì hôm nay em sẽ đem ra xả lại bán với giá 180 ngàn này cho một em hàng hiệu Adidas cực kỳ xịn sò. Phần sườn cũng được sẽ được may cái logo hiệu nhá. Một em Adidas chính hãng đây các anh chú nhá. Đây ạ. Màu này cũng rất là dễ mặc này. Giá 180 ngàn cho một em Adidas. Mã A84. Vai 49, bụng 54 và dài 79. Vai 49, bụng 54 và dài 79 ạ. Một em Valentino. Valentino. Thương hiệu của Italia rất là nổi tiếng luôn. Đây mọi người có thể quan sát màu sắc của nó. Rất là nhẹ nhàng, mát mẻ, chất liệu cực kỳ xịn sò ok nhá. Chất cốt tông mềm mại cực kỳ luôn ấy. Sẽ có túi ngực này. Phần túi sẽ được may cái toàn bộ may cái dòng chữ logo hiệu ạ. Đó. Mọi người có thể quan sát màu sắc của nó nhá. Nó sẽ là phối với lại cái ô trám này. Cực kỳ đẹp luôn. Em này cũng thuộc form size đại nhá. Nó sẽ có phần xẻ vạt, vạt sau sẽ trùng hơn vạt trước ạ. Đây, một em hiệu của Nhật này. 100% cốt tông này các chú ơi. Để cho chú mình thuộc form size đại nhá thì mặc em này ạ. À. Rất là mát mẻ luôn, chất cốt tông nó mềm mại cực kỳ luôn đấy ạ. À. Màu sắc của nó cũng rất là nhã nhặn nhá. Mã A85. Vai 46, bụng 50 và dài 75. Vai 46, bụng 50 và dài 75 ạ. Một em màu xanh lam. Tác của nó này. Ở phần cổ này là sẽ có cái họa tiết cây lá như thế này nhá, anh chú ơi. Rất là trẻ trung luôn. Có túi ngực này và ở phần túi này sẽ có được dập cái logo cái cây nó mọc lên ở trong cái túi. Rất là đẹp luôn. Bên phải này sẽ có cái hình thêu nhá.
hình thêu chú chuột rất là ngộ nghĩnh này, cực kỳ đẹp luôn. Cánh tay của nó cũng sẽ được thêu cái logo hiệu ạ. Đây ạ. Giá 180 ngàn cho một em hàng hiệu rất là đẹp xịn sò này các anh chú ơi, độ mới rất là cao nhá. Chất cốt tông mềm mại cực kỳ luôn. Sẽ có phần xẻ vạt. Tag mác của nó đây. Made in Việt Nam và là hàng xuất Hàn à xuất Nhật các anh chú ạ. Đây ạ. Cực kỳ đẹp luôn các anh chú ơi. Chất cốt tông nó mềm mại cực kỳ luôn ấy. Mã A68, mã A86 ạ. A86, vai 46, bụng 49 và dài 69 ạ. Vai 46, bụng 49 và dài 69 ạ. Em này là hiệu chữ thập nhá. Đó. Chất là chất thun lạnh các anh chú ạ. Màu xanh và phối với lại kẻ ngang này, màu ghi xanh các anh chú ơi. Chất xịn sò mát mẻ lắm ấy. Toàn bộ logo cũng sẽ được dập ở cúc nhá. Đây ạ, phần cúc của nó sẽ được may cái màu xanh lam này tạo nên điểm nhấn cho cái áo ấy, rất là sang luôn. Phần thân sau của nó đây, phần thân sau nó sẽ được dập dập cái logo hiệu này, dập bằng cao su rất là xịn ấy. Đây mọi người thấy quan sát em này độ mới cực kỳ cao luôn. Màu sắc nó nhã nhá, nó khỏe khoắn cực kỳ luôn. Chất thì rất là suôn mượt, mát mẻ nhẹ nhàng này các anh chú ơi. Một em hiệu của Hàn nhá. Hàng mát của nó còn mới đét như này này các anh chú nhé. Đó. Chất nó rất là mát đấy. Em sờ vào nó cực kỳ mịn màng luôn. Mã A87. Vai 42, bụng 50 và dài 70 ạ. Vai 42, bụng 50 và dài 70. Một em chất cốt tông siêu mềm. Hiệu của nhà Pat này các anh chú ơi. Đó, cái hiệu này cũng rất là đắt đỏ đấy. Toàn bộ cúc của nó cũng sẽ được dập logo hiệu này. Có túi ngực này. Sẽ được thêu cái logo. À, dập ạ. Được dập cái logo bằng cao su nhá. Đây cái màu xanh này cũng cực kỳ đẹp này các anh chú nhá, rất là sang luôn. Chất là cốt tông, chất cốt tông nó mềm nó mịn cực kỳ luôn đấy ạ. Một em hiệu của Nhật à của Hàn các anh chú nhá. Có tang và cúc vụ đi kèm đầy đủ cho em này. Bên trong nó giống như cái kiểu lớp lưới như thế này đây. Rất là xịn sò luôn, màu sắc này thì cực kỳ sang. Đó. Màu xanh rêu, nó là màu xanh rêu nhỉ. Đây ạ. Em lên mã tiếp. Mã A88. Vai 45, bụng 50 và dài 72. Vai 45, bụng 50 và dài 72 ạ. Một em lê cáp các anh chú ơi. Chất thun lạnh nhá, siêu siêu mát mẻ nhá. Logo sẽ được dập ở phần trước ngực này. Màu đỏ đô. Bao sang bao lịch sự luôn các anh chú ạ. Chất liệu thì rất là xịn sò này. Chất thun lạnh. Đó. Độ mới em này cũng rất là cao. Một em lê cáp của Hàn các anh chú này. Tang mác của nó còn mới đét như thế này cơ mà. Đây ạ. Màu này thì mặc lên cũng cực kỳ sang luôn đấy ạ. Màu đỏ đô. Rất là sang và lịch sự luôn các chú ạ. Mã A89. Vai 44, bụng 53 và dài 68. Vai 44, bụng 53 và dài 68. Một em hiệu của nhà Mirokora. Đó, phần tủ phần cổ của nó nhá, cổ là cổ len và nó cũng được dập dập cái à, nó sẽ được dệt cái logo hiệu nhá. Phần thân sau của nó này sẽ được phối với cái với cái màu đen nhá, rất là sang luôn. Đây ạ, tay là bo tay này. Chất poly thể thao, cực kỳ nhẹ nhàng, thông thoáng. Phần ngực của nó sẽ được dập logo hiệu ạ. Em này sẽ có phần kéo khóa này, cực kỳ trơn tru luôn các anh chú nhá. Chất thì siêu siêu mát mẻ rồi các anh chú mình mặc em này đi chơi thể dục thể thao này. Quá là mát mẻ luôn đấy các anh chú ơi. Chất của nó rất là mát, suôn mượt này. Một em hiệu của Hàn Nhật các anh chú nhá. À của Hàn ạ. Nhật với Hàn cứ lẫn lộn. Make in Korea này các anh chú ơi. Đây ạ, một cái gam màu rất là tươi tắn và trẻ trung này. Mặc lên thì rất là mát mắt luôn ạ. Độ mới cực kỳ cao luôn ạ. Em lên mã tiếp mã A90. Vai 46 bụng 54 và dài 64 ạ. Vai 46 bụng 54 và dài 64. Một em kiểu dáng thể thao, chất liệu cũng là thể thao này.
chất poly thể thao, nó rất là xịn sò màu trắng nhá. Nó có sẽ có phần kéo khóa này, cổ của nó sẽ được phối cái màu xanh lam này các chú ơi. Logo được thêu ở phần ngực đây ạ, và phần hai cái phần sườn áo này nó sẽ được phối với lại màu xanh lam nhá. Kiểu dáng thể thao này dành cho anh chú mình chơi thể dục thể thao này, đạp xe, cầu lông, tennis thì mặc em này. Một cái phong cách nó rất là khỏe khoắn, phong cách thể thao cực kỳ khỏe khoắn luôn. Màu trắng tinh tình tình luôn các anh chú này. Một em hiệu của Nhật các anh chú ạ, tăng mát của Nhật. Đây. Đây. Chất khá là dày dặn nhưng mà cũng cực kỳ thông thoáng và thấm hút mồ hôi nhé. Em lên mã tiếp mã A 91. Vai 50, bụng 54 và dài 74 ạ. Vai 50, bụng 54 và dài 74. Một em chất thể thao này, cực kỳ mát mẻ luôn ạ. Cổ nó được phối cái màu xanh cực kỳ đẹp này các chú ơi. Đó, phần cổ và phần cúc áo nhé, được phối cái màu xanh. Màu xanh sáng này. Thân của nó là màu xanh lam. Logo được thêu được may ở phần trước ngực đây ạ. Phần tay của nó sẽ phối lé thêm màu trắng này. Và có thêu cái dòng chữ logo hiệu. Đây mọi người có thể quan sát cái chất liệu này rất là xịn sò, nó mát mẻ, nó thông thoáng vô cùng ấy ạ. Độ mới em này cũng rất là cao. Một em hiệu của Hàn nhá. Tang và cúc phụ đi kèm. Đây ạ. Mặc em này thì siêu siêu mát mẻ rồi các anh chú ơi. Màu sắc của nó cũng cực kỳ đẹp đấy. Nó nhấn nhá thêm cái màu xanh sáng như này, tạo nên điểm nhấn cho cái áo ấy, rất là trẻ trung luôn ạ. Chất thì xịn sò, suôn mượt cực kỳ luôn. Mã A92. Vai 48, bụng 53. Vai 48, bụng 53 và dài 72. Vai 48, bụng 53 và dài 72. Một em màu trắng chất là thể thao này. Đây phần cổ của nó được phối cái màu cam và màu xanh lam nhé. Khá là nổi luôn. Cúc của nó cũng được. Cúc cũng thế. Phần cúc này cũng cực kỳ đẹp và nổi luôn ạ. Ở phần dưới cúc này nó sẽ có phối cái đường lai màu đỏ trắng xanh nhé. Quá là đẹp luôn các chú ơi. Chất thể thao. Tay bo tay này. Cực kỳ ngon lành. Em này còn trắng bốp luôn đấy. Trắng tinh tinh tinh. Không có một tì vết bẩn gì đâu ạ. Một em hiệu quả Hàn các chú ơi. Đó. Đây ạ. Mọi người thể quan sát này. Màu là màu trắng thôi nhưng mà phần cổ này, phần cúc của nó được phối lé thêm một chút cái màu sắc nổi này nữa thì tạo nên điểm nhấn cho cái áo ấy, cực kỳ đẹp và trẻ trung luôn. Chất thì chất thể thao nó rất là mát mẻ. A93. Vai 49, bụng 54 và dài 73. Vai 49, bụng 54 và dài 73. Một em màu xanh lam này. Phần ngực của nó sẽ được phối cái họa tiết như này đây các chú ơi. Phần bên này thì phần bên ngực phải này sẽ được dập cái logo hiệu nhé. Này, chất là chất poly thể thao, nó cực kỳ thông thoáng và mát mẻ luôn ạ. Đó, em này độ mới cũng rất là cao luôn. Đấy, mặc lên thì cũng cực kỳ sang luôn ạ. Cái logo, cái họa tiết này nó tạo nên điểm nhấn cho cái áo ấy, rất là đẹp luôn. Em này bị cắt mất tác rồi ạ. Màu này cũng rất là dễ mặc, dễ phối đồ ạ. Mã A49, vai 48, bụng 52 và dài 69. Vai 48, bụng 52 và dài 69. Một em là chất cốt tông nhé các anh chú ơi. Nó cực kỳ mềm ấy. Của hiệu của nhà Simson. Hiệu này em bán cũng rất là nhiều nhá. Cổ là cổ len này, nó được dập cái logo hiệu ở phần cổ nhá. Có túi ngực đây ạ. Túi ngực và toàn bộ logo của nó là logo thêu anh chú ơi. Đây. Phông nền màu trắng và nó được phối với kẻ ngang như thế này. Đây ạ. Mặc em này thì cũng bao sang bao lịch sự luôn anh chú nhá. Chất cốt tông nó mềm mại cực kỳ mềm ấy. Đây ạ. Em này cũng sẽ có phần xẻ vạt. Tàng mác của nó còn mới đét như này cơ mà, một em Simson hiệu của Nhật các anh chú ạ. Đây ạ.
Mặc em này thì cũng bao sang bao lịch sự nhá các anh chủ ơi. Mã A95. Vai từ 44 đến 46, bụng 52 và dài 75. Em này thì cũng là cầu vai trượt ạ. Màu là màu vàng nhạt, vàng cát nha chú nhá. Em này còn mới nguyên này, hiệu của nhà Moon Sinh Que. Em này vẫn còn nguyên tang mác này các anh chú ơi. Chất là chất cốt tông tổ ong nhá. Rất là mềm, mát. Đây, phần trước ngực của nó sẽ được phối màu trắng và màu xanh lam này. Ở phần ngực này sẽ được thêu cái logo hiệu nhá, hình chim cánh cụt này. Thân sau của nó toàn bộ là màu vàng nhạt. Em này còn mới nguyên, nguyên tang nguyên mác này các anh chú ơi. Đó. Chất thì siêu siêu mát nhé. Chất cốt tông nó mềm, nó mát cực kỳ luôn ấy. Đây, tang mác của nó còn mới đét. Make in Thái Lan này. Một em hàng hiệu còn nguyên tang nguyên mác. Mới thì em hôm nay cũng bán với cái giá 180.000 nha các anh chú mình. Vừa với form size này thì chốt ạ. Mã A96. Vai 46, bụng 49 và dài 74. Vai 46, bụng 49 và dài 74 ạ. Một em chất cốt tông. Chất cốt tông giấy. Nó mềm, nó nhẹ vô cùng. Đây ạ. Màu là màu vàng phối với lại kẻ ô như thế này đấy các anh chú ạ. Có túi ngực nhá. Túi sẽ được thêu cái logo hiệu ạ. Logo hiệu của... Nhìn không rõ đây ạ. Cổ nó cũng là cổ len nhá. Đây ạ, nó phối cái màu vàng nhạt như này đây. Gam màu này quá là nhã nhặn và lịch sự luôn này các anh chú ơi. Chất là chất cốt tông nó mềm mại vô cùng mềm. Thuộc form size to ạ. Một em hiệu của Hàn các anh chú nhá. 100% cốt tông. Tang mác của nó còn mới cứng này. Đây mọi người thể quan sát màu sắc này. Em này thì dành cho anh chú mình ở tuổi trung niên. Năm 60 tuổi. Năm 60 tuổi trở lên đều mặc được em này nhá. Cực kỳ đẹp, chất liệu của nó quá là ok luôn các anh chú ơi. Mình cứ nhận hàng kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em nhé. Cái kẻ ô của nó cực kỳ lịch sự, nó phối với rất là nhiều màu đấy nhưng mà nó rất là nhã nhặn luôn ấy. Mã A97. Vai 49, bụng 50 và dài 67. Vai 49, bụng 50 và dài 67 ạ, à. Một em màu xanh nhạt này, phối với lại kẻ ô. Rất là đẹp luôn. Chất này là chất dệt nhá, chất dệt rất là thông thoáng. Rất là thông thoáng luôn đấy ạ. Nó mỏng mát, có túi ngực. Tag mark của nó form size M. Em này thuộc form size M các anh chú nhá. Màu xanh nhạt, rất là mát mắt, nhẹ nhàng luôn. Chân này đảm bảo các anh chú mình mặc cũng không hề sợ nóng đâu nhá. Một em hiệu của Nhật đây. Độ mới rất là cao luôn các anh chú ơi. Một cái gam màu nó nhẹ nhàng, nó mát mẻ. Mã A98. Vai 56, bụng 59 và dài 74. Vai 56, bụng 59 và dài 74. Một em màu xanh rêu. Một em hiệu Fila các anh chú ơi. Fila của Italia này. Toàn bộ cúc của nó cũng được dập cái logo Fila nhá. Đây, chữ Fila cũng được thêu ở phần ngực đây ạ. Tay là có bo tay này. Độ mới em này rất là cao. Tuy nhiên em này là chất là khá là dày dặn nhá. Chất dày cốt tông dày dặn nhưng mà nó mềm, cực là mềm ấy. Nó cũng thuộc form size to đấy ạ. Một make in Philippines, make in Philippines và là hàng xuất Nhật các anh chú ạ. Màu sắc này em cũng bán quá trời nhiều luôn. Rất là dễ mặc. Đây ạ, các anh chú mình ở tuổi trung niên ấy mặc em này màu này, rất là thích cái màu này ạ. Em này thì khá là dày dặn nhưng mà cũng thấm hút mồ hôi cực kỳ luôn nhá. Mã A99. Vai 46, bụng 53 và dài 70. Vai 46, bụng 53 và dài 70 ạ. Em này thuộc form size XL. Hiệu Blue đây. Màu này là màu xanh rêu các anh chú nhá. Màu xanh rêu độ mới cực kỳ cao luôn. Toàn bộ cúc của nó cũng được dập logo thương hiệu này. Chất cốt tông nó mềm cực kỳ mềm. Tay bo cực kỳ ngon lành luôn các anh chú nhá. Đó. Kiểu dáng thì đơn giản thôi, nó nguyên một màu thôi. Mà form dáng của nó cũng cực kỳ chuẩn đấy. Rất là đẹp luôn. Màu sắc này thì các anh chú mình ở tuổi trung niên cũng rất là thích này. Cực kỳ sang luôn ạ. Lịch sự nữa. Mã A100. Vai 50, bụng 54 và dài 72.
Vai 50, bụng 54 và dài 72 ạ. Một em màu ghi muối tiêu, chất thun lạnh. Nè. Em này sẽ có logo sẽ được thêu ở phần ngực nhá. Kiểu dáng thì nó đơn giản thôi nhưng mà mặc màu này lên thì rất là lịch sự này, chất liệu quá là ok mọi người ơi. Đó, chất này thì em không phải giới thiệu nhiều nữa, em bán quá trời nhiều rồi, rất là thích luôn ạ. Áp vào làn da cực kỳ mát luôn. Make in Korea. Nè, một em hiệu của Hàn các chú nhá. Chất xịn sò lắm, em cầm cái áo này nó nhẹ tênh. Mặc em màu ghi này thì cũng rất là lịch sự đây. Mã A101, vai 46, bụng 54 và dài 74 ạ. Vai 46, bụng 54 và dài 74. Một em lê cáp màu xanh ghi, à, màu xanh lam các chú ơi. Logo hiệu được thêu, à, được dập ở phần ngực đây. Cái hiệu này thì nó may kiểu đơn giản thôi nhưng mà form dáng của nó cực kỳ chuẩn nhá. Chất liệu rất là xịn sò. Chất thun lạnh này. Siêu siêu mát mẻ luôn này anh chú ơi. Đây ạ. Mã cuối cùng. Mã A102, vai 52, bụng 55 và dài 70. Vai 52, bụng 55 và dài 70 ạ. Em này thì là chất dệt nhá. Chất dệt và nó được phối cái họa tiết như này đấy anh chú ơi. Phần ngực của nó sẽ được thêu cái logo hiệu nhá. Đó. Gam màu nó trầm màu trung tính ấy. Nó chất của nó rất là mát. Chất dệt nhưng mà rất là mát. Rất là mát và nhẹ nhàng luôn. Em này thì dành cho các chú mình ở tuổi trung niên này. Răng của nó bị rơi đâu mất rồi. Răng của nó bị mất tang mất rồi, cắt mất tang rồi ạ. Đây, mọi người có thể quan sát này. Nó là chất dệt nhưng mà nó mỏng ấy, nó mịn, nó mát, cực kỳ mát luôn ạ. Hình họa tiết như này đây. Các chú nào mình yêu thích cái mã này thì gọi điện cho em để em chốt hàng nhé. À, như vậy là hôm nay em có lên hơn 50 mã áo polo hiệu của Nhật và của Hàn để gửi tới anh chú ạ. Mọi người yêu thích sản phẩm nào thì hãy nhanh tay gọi điện cho em nhé. Để em được tư vấn và gửi hàng chốt đơn cho mọi người. Mọi người theo dõi video của em, những ai chưa có đăng ký kênh vui lòng ấn vào nút đăng ký nhé. Để không bỏ lỡ các video những cái siêu phẩm em lên hàng ngày ạ. Em cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em ạ. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.